Vâng, xin chào các bạn và chúng ta lại quay lại với chương trình chia sẻ trực tuyến. Và tôi xin giới thiệu, tôi là thạc sĩ khoa học laser. Tôi là thạc sĩ khoa học Ngô Văn An, là chuyên ngành về laser. Vâng, và hôm nay thì tôi có mặt ở đây để chia sẻ chúng ta. Bởi vì trong thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều các bạn đã đặt câu hỏi cho tôi, hỏi rằng là nám có điều trị một cách vĩnh viễn được hay không. Câu hỏi này rất là hay, và tôi cảm thấy rằng là rất nhiều người quan tâm đến cái câu hỏi này. Và tôi cũng đã từng lên Google để search, và tôi thấy rằng là rất nhiều đặt câu hỏi là điều trị search trên Google rằng là điều trị nám mà triệt để, điều trị nám vĩnh viễn, đúng không ạ? Thế thì trước hết mà để trả lời câu hỏi này thì chúng ta đi cùng với nhau đi tìm hiểu về cái cơ chế hình thành về nám da của chúng ta. Chúng ta biết rằng là nám là quá trình mà các cái hắc tố melanin nó được điều tiết từ cái tế bào melanocyte lên để vây xung quanh cái tế bào da của chúng ta, để bảo vệ da của chúng ta, bảo vệ tế bào của chúng ta. Thế thì nó có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do da chúng ta bị suy yếu, da chúng ta bị tổn thương, da chúng ta bị lão hóa. Và nguyên nhân thứ hai là do cái nội tiết tố bên trong cơ thể chúng ta, là nội tiết tố estrogen, nó bị suy giảm. Từ hai cái nguyên nhân đó thì dẫn đến hiện tượng là da chúng ta nó cần phải bảo vệ khi có những cái tác nhân đó bên ngoài, tác nhân tiêu cực bên ngoài. Và khi đó thì hình thành cái quá trình da chúng ta là bị sạm. Và nếu mà cái quá trình sạm nó kéo dài trong một thời gian ấy, mà chúng ta không có giải pháp để chống đỡ, không có giải pháp để khắc phục, thì nó hình thành nên cái quá trình kẹp lại các cái mảng, các cái hắc tố melanin, và hình thành nên các cái mảng nám. Thì da chúng ta thì đã như chủ đề trước tôi đã phân tích rồi, da chúng ta nó có 3 loại nám chủ yếu. Nám thứ nhất đó là nám mảng. Nám mảng là cái nám xuất hiện trên cái bề mặt lớp biểu bì của chúng ta. Rồi cái nám thứ hai là nám mà điểm, nám chân sâu. Đấy là nám mà nó được hình thành từ phía bên trong, từ cái lớp đáy và lớp biểu bì. Và một cái loại nám thứ ba là nám hỗn hợp, là gồm có cả kết hợp trên một cái vùng da, nó có cả nám mảng và nám điểm. Thế thì để giải quyết vấn đề nám của chúng ta thì chúng ta phải xử lý những cái nguyên nhân và những cái gốc để hình thành nên cái hình thành những cái mảng nám đó. Thì chúng ta biết rằng là da bị suy yếu, da bị tổn thương thì hắc tố melanin nó lên để nó bảo vệ. Vậy thì chúng ta phải làm cách nào đó để da chúng ta khỏe lên bằng cái việc là chúng ta phải bảo vệ da của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng kem chống nắng một cách phù hợp và hiệu quả. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng những cái dòng sản phẩm chăm sóc tại nhà hàng ngày một cách hiệu quả hơn. Ví dụ như là các cái sản phẩm cần phải được những đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tư vấn để phù hợp với từng loại da của chúng ta. Đấy. Và trong chủ đề trước tôi đã nói rồi, da bị da khô, chúng ta phải sử dụng bộ mỹ phẩm, bộ sản phẩm dành cho da khô. Không thể nào mà sử dụng cái sản phẩm thông thường hoặc là sử dụng sản phẩm cách linh tinh được. Bởi vì nếu mà da chúng ta khô mà chúng ta sử dụng sản phẩm dành cho da dầu thì da chúng ta càng khô. Mà da khô là sẽ sinh ra lão hóa, mà lão hóa là da nó sẽ suy yếu và hắc tố melanin nó lên, lại tiếp tục lên, nó dày hơn. Da dầu mà chúng ta lại dòng sản phẩm dùng cái bộ sản phẩm dành cho da khô thì dẫn đến là da chúng ta kích dầu nhiều hơn. Và khi dầu nhiều hơn thì sinh ra mụn, và mụn thì hình thành thâm, sạm và lại hình thành nhiều nám hơn. Đó thì chúng ta hình dung là cái bộ mỹ phẩm mà chúng ta sử dụng chăm sóc ở nhà nó rất là quan trọng. Nó cần phải được đội ngũ chuyên gia, đội ngũ những người có kinh nghiệm, những có kiến thức để tư vấn cho chúng ta. Đó. Rồi chúng ta phải sử dụng các cái phương pháp trị liệu từ những cái nơi mà có uy tín và chất lượng. Ví dụ như những cái nơi có đội ngũ chuyên gia, bác sĩ để họ đưa ra cái pháp đồ phù hợp với từng loại da của chúng ta, phù hợp với từng loại nám của chúng ta. Và khi đó thì da chúng ta nó sẽ được cải thiện, khỏe hơn và lấy đi các hắc tố. Và khi đó thì nám chúng ta nó được mờ đi. Đấy. Rồi bên cạnh đó chúng ta phải uống những cái sản phẩm bên trong để làm sao cân bằng cái nội tiết của chúng ta. Đấy. Chúng ta điều chỉnh cái uống, những cái viên uống. Đấy. Và cần được đội ngũ chuyên gia cố vấn. Đó. Bên cạnh đó thì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi chúng ta cần phải đảm bảo. Chúng ta không nên nghỉ, chúng ta đi ngủ quá muộn, quá khuya, thức quá khuya, dẫn đến là chúng ta bị gì ạ? Tăng cái estrogen, xin lỗi là gì, tăng cái gọi là cái stress của chúng ta lên đó, và cũng là một trong những nguyên nhân gây nên những cái vấn đề về về sắc tố da của chúng ta. Thế nhưng mà đặt câu hỏi là khi mà da chúng ta được cải thiện rồi thì chúng ta không có giải pháp bảo vệ nó thì da chúng ta lại tiếp tục bị tổn thương, đúng không ạ? Nội tiết tố chúng ta lại tiếp tục thay đổi, estrogen lại giảm xuống, và khi estrogen giảm xuống thì nó lại kích thích cái melanin lại được đẩy lên, có nghĩa là nám chúng ta lại bị có nguy cơ tái lại. Vậy thì nếu mà chúng ta giải quyết được vấn đề là da chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn được bảo vệ,
luôn luôn là một chăm sóc một cách khoa học, thì đương nhiên da chúng ta luôn luôn khỏe như thế, thì đương nhiên là melanin không cần phải nên bảo vệ nữa. Đó, thì như thế thì nám chúng ta nó cũng sẽ không hình thành nữa. Vậy thì cái quay lại câu chuyện rằng câu hỏi là nám có điều trị triệt để hay không, thì tôi xin trả lời nám có thể xử lý triệt để được, và điều đó nó phụ thuộc vào chính chúng ta chứ không phải là phụ thuộc vào bất kỳ điều gì. Chúng ta sau khi đã xử lý được vấn đề nám của chúng ta rồi thì chúng ta phải được chăm sóc, phải được tư vấn, phải được cố vấn và phải được gọi là gì ạ, bảo vệ cái làn da của chúng ta một cách thường xuyên liên tục. Và chừng nào mà da chúng ta bị suy yếu thì khi đó nám nó lại tái lại, còn khi nào mà da chúng ta còn khỏe thì có nghĩa là nám chúng ta sẽ không bị tái lại. Thì đấy là câu hỏi trả lời mà dành cho những khách hàng, những bạn mà hỏi rằng nám có điều trị được cách triệt để hay không. Tôi nhắc lại, nám điều trị triệt để hay không nó phụ thuộc vào chính chúng ta, phụ thuộc vào cách chăm sóc của chúng ta, phụ thuộc vào các cái chuyên gia, những cái đội ngũ chuyên gia, bác sĩ cố vấn cho chúng ta sau quá trình mà chúng ta điều trị nám, và cái sự tuân thủ của chúng ta đối với cái pháp đồ đó, với cái phương pháp đó thì giúp cho chúng ta kéo dài được thời gian điều trị nám bao nhiêu lâu, nó tùy thuộc vào chính chúng ta và chính các bạn. Vâng, và tôi tin hy vọng rằng với câu trả lời này đã giải quyết được một phần nào những cái thắc mắc của quý khách hàng và của các bạn. Và xin chào.